Hello, em Quang xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em Quang gửi đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Ford Ranger. Con này số động 2 cầu, sản xuất 2021 nha quý anh chị. Con này là bản Limited, XLT Limited, số động, dòng 2 cầu. Rất là mới luôn, sản xuất 2021 mới đi có 10 mấy ngàn km thôi. Giá cũng rẻ nè, 665 triệu thôi quý anh chị. Chạy thì như quy chắc yêu quý anh chị. Số động dòng 2 cầu, máy 2.0 turbo mà. Đây em quay chi tiết về xe gửi đến quý anh chị nhé. Đây quý anh chị, đèn xe là đèn bi halogen nha quý anh chị, không phải bi led nhé. Bi halogen, đây biển số thành phố này, quý anh chị đúng gốc sang tên thành phố cũng khá là tiện nhé. Còn bán tải thì không phải như các dòng xe du lịch nhé, không phải biển du lịch không tốn 20 triệu tiền biển nha quý anh chị. Nếu mà biển tỉnh mình lên Hồ Chí Minh hay là ra Hà Nội cũng không tốn 20 triệu tiền biển. Mâm lốp zin theo xe nha quý chị, lốp rất là mới này, đi mới mười mấy ngàn km mà. Đây đắt lốp nha quý chị, tuần thứ 10 2021 nhé. Kích thước mâm là 18 inch nha quý anh chị. Xe có sẵn nắp thùng nè, anh chị đăng kiểm nó có nắp thùng luôn nha quý chị. Quý anh chị đăng kiểm không phải tháo nắp thùng xuống nhé. Xe này thì em vừa mới về, chưa có dọn rửa gì hết, nhờ xe còn khá là bụi bẩn. Nên em quay, cái này là quay chi tiết thôi nha quý anh chị, quay báo giá xe thôi nhé. Còn xe thì về em sẽ tặng cho quý anh chị một gói spa, cho nên em sẽ dọn xe nó đẹp sạch lại nha quý anh chị. Xe thì đi mới 14.000 km này. Đây, có nút chuyển cầu này quý anh chị. Tại em đang để hai cầu thôi, xe gài cầu điện nhé. Quý anh chị xem này, ghế này rất là sạch, rất là đẹp luôn, xe rất là đẹp luôn. Có cái chỗ để chân ở chỗ ga với thắng thì nó hơi dơ, hơi bụi tí thôi, rửa qua là xong thôi. Còn cái siêu xe mới đây, còn chủ xe chưa bóc luôn nha quý anh chị. Xe này xe tên công ty, xuất hóa đơn nha quý anh chị. Quý anh chị ra tên công ty cũng được hoàn một khoản thuế cũng khá là ok nhá. Rồi ra tên cá nhân thì vẫn đóng thuế như bình thường nha quý anh chị. Con này 2021 thì đóng thuế khoảng 70% giá trị xe, còn 70% giá trị xe nhân ra 2% giá trị thuế thôi, khoảng đâu đó chục triệu thôi, đâu đó chục triệu thuế thôi nha quý anh chị. Giá xe rất là rẻ luôn, con này mua mới quý anh chị lăn bánh luôn là hơn 800 nhé, giờ còn có 665 triệu thôi. Đây mở thùng rồi quý anh chị coi, thùng xe hầu như là chủ xe chưa chở gì luôn nha quý chị, chưa bị chảy xước gì luôn nè. Thùng xe thường quý chị biết rồi, nếu mà chủ xe mà hay chở đồ đạc này kia là dễ bị chảy mấy nhựa này lắm nhé, nhựa đen dễ chảy lắm nhé. Để quý chị xem không bị chảy xước gì cả nhé. Con này vẫn hỗ trợ banh 65% giá trị định giá xe, hỗ trợ vay 5 năm nha quý chị, hỗ trợ vay 5 năm. Xe em bán ra được cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số, máy móc là nguyên zin nhé. Bảo hành cho quý anh chị 6 tháng 10.000 cây. Con này kèm bảo hành hãng tới 2024 mới hết nhé. Anh chị cứ đưa xe nó bị gì thì anh chị cứ vào hãng bảo hành cho mình nhé. Hoặc là bảo hành bên em 6 tháng 10.000 cây tặng anh chị thay nhớt lần đầu luôn. Và đó là con Ford Ranger. Đây em quên mất. Em sẽ mở khoang máy lên cho quý anh chị xem. Đây, khoang máy rất là mới luôn, rất là sạch đẹp luôn. Keo chỉ nguyên zin nha quý anh chị. Ốc chân máy thì con này nó nằm bên hông, em không tiện quay cho lắm. Để nó tại nằm trong góc khó quay á. Không biết có lấy nét được không. Đây được. Đây anh chị. Anh chị nào đang tham khảo dòng bán tải mà của Ford, form dáng đẹp, giữ dáng, thì anh chị liên hệ cho em quay nhé. Theo số điện thoại 0377652627, xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nha quý anh chị. Anh chị đến thì liên hệ cho em quay nhé, để em quay điều mức giá tốt nhất cho quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị ạ.